Xin chào quý vị và các bạn. Trong trưa chiều ngày mùng 3 Tết, Bắc Bộ vẫn duy trì nhiều mây và nhiệt độ ở mức thấp. Cao nhất ngày sẽ từ 14 đến 17 độ. Đến đêm và sáng thì chỉ còn từ 11 đến 14 độ. Vùng núi còn dưới 11 độ. Với mức nhiệt như vậy thì rét đậm, rét hại còn tiếp diễn tại khu vực miền Bắc. Tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây và giá rét với nền nhiệt độ ít biến đổi. Nhiệt độ trong ngày chỉ dao động trong khoảng từ 13 cho đến 16 độ. Mưa chỉ tập trung nhiều vào đêm và sáng, nên người dân tranh thủ khoảng tạnh giáo để du xuân chúc Tết mọi người. Khu vực Trung Bộ, thời tiết có sự phân hóa giữa các vùng, trong khi phía Bắc rét đậm với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 15 đến 18 độ, thì tại phía Nam, từ Bình Định đến Bình Thuận, trời có nắng và trưa chiều, và nhiệt độ cao nhất đạt mức từ 27 đến 30 độ. Thành phố Đà Nẵng ở khu vực Trung Bộ nên trời còn nhiều mây, nhưng mưa chỉ xuất hiện cục bộ vào đêm và sáng. Nhiệt độ ngày đêm phổ biến dưới 25 độ trời lạnh. Quý vị chú ý trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe trong những ngày đầu xuân năm mới. Trong khi người dân các tỉnh miền Bắc du xuân trong tiết trời giá rét thì nắng vàng lại bao trùm khắp cả khu vực phương Nam. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ sẽ dao động từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn, trời khô nóng trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều. Phải đến tối và đêm không khí mới dịu đi khi nhiệt độ giảm nhanh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây thay đổi và phổ biến là không mưa. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm xuống dưới 25 độ. Ban ngày có nắng mạnh nên nhiệt độ tăng nhanh lên mức từ 32 đến 33 độ. Thời tiết khô ráo thuận lợi cho các hoạt động du xuân của người dân phương Nam. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày mùng 3 Tết của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. We'll be right back.